thưa quý vị và bà con theo dõi chuyên đề nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và bà con, có từ cách đây mấy chục năm, nghề sản xuất dầu tràm ở huyện Phong Điền nói chung và của người dân xã miền núi Phong Xuân nói riêng đang dần mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây theo chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm OCOP. Đây là nội dung trọng tâm đang được cấp ủy chính quyền xã Phong Xuân quan tâm tạo điều kiện đầu tư hỗ trợ. Lâu nay, mỗi khi nhắc đến xã miền núi Phong Xuân, nhiều người liền nghĩ ngay đến dầu tràm. Phong Xuân hiện có nhiều lò chuyên sản xuất dầu tràm, trong đó mỗi lò có khi là một hoặc nhiều hộ cùng tham gia sản xuất. Nhận thấy thị trường những năm gần đây ưa chuộng dầu tràm vì có nhiều lợi ích cho sức khỏe con người, cùng với đó tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có ở các vùng gò đồi của địa phương, bà con nông dân nơi đây đã duy trì và phát triển nghề sản xuất dầu tràm. Hộ đi đầu chuyên sản xuất dầu tràm có quy mô ở đây cho biết, dầu tràm vẫn sản xuất theo kiểu chân cất truyền thống nhưng mở rộng quy mô và chủ động nguồn nguyên liệu, cơ sở bình quân sản xuất từ 100 đến 150 lít tinh dầu một tháng. Để có được một chai dầu tràm đến tay người sử dụng là cả một quá trình sản xuất khá công phu, từ việc tìm nguồn nguyên liệu cho đến khâu chuẩn bị, khâu nấu, lọc dầu, đóng chai. Để nấu một lọ dầu tràm cần khoảng 1,5 tạ lá tràm cộng với một tỷ lệ nước thích hợp đổ vào nồi nấu cao khoảng 1,7 mét. Sau khi đun lửa chảy đều 4 đến 5 giờ đồng hồ, dầu cùng nước được đun sôi bốc hơi chảy xuống ống dẫn tràn qua một hệ thống can nhựa. Dầu nhẹ nổi lên trên được cho vào chai. Toàn bộ dầu từ 1,5 tạ lá tràm sẽ cho ra 0,5 lít dầu tràm nguyên chất. Qua nghiên cứu và tìm tòi là tên pháp phương tiện là tôi đã từ trong được 1,5 hecta cây tràm dược liệu. Thì đến đây là cũng đã cho thu hoạch được, nào là được này là được thứ ba. Thế và để đảm bảo cái nguồn á thì mình phải từ chủ động, thì mình từ trồng và mình để mình không phải hụt được cái lá, nên sợ khi khách hàng mà lấy lượng nhiều thì mình phải đảm bảo là bên cái lá, và hiện tại được là tới đấy á, là khả năng mở rộng thêm khoảng về liên kết với ba con là khoảng được 3 hecta nữa, để nguồn lá cho mình không bị thừa hụt. Khi mà khách hàng nó đòi nhiều thì yêu cầu nhiều thì mình không phải phụ thuộc vào cái nguyên liệu, vùng nguyên liệu như hiện tại là bây giờ đang còn thiếu vùng nguyên liệu nên phải đi mua thêm, còn để mà tương lai tới khoảng 2 năm sau vùng nguyên liệu của tôi là vùng khả năng là tương đối cơ bản. Với mục tiêu xây dựng thương hiệu, sớm được công nhận sản phẩm đặc trưng của địa phương theo chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm OCOP, hiện chính quyền địa phương đang tích cực vận động cả cơ sở sản xuất tinh dầu tràm cố gắng cung cấp cho người tiêu dùng những chai dầu chất lượng tốt nhất và không ngừng mở rộng diện tích vùng tràm nguyên liệu, đổi mới quy trình công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng tinh dầu, đáp ứng nhu cầu của thị trường và các tiêu chuẩn quy định về sản phẩm OCOP. Phong Xuân là xã vùng gò đồi phía tây của huyện Phong Điền, có nhiều tiềm năng trong quy hoạch và phát triển vùng cây dược liệu. Vì thế, trong chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm OCOP, Phong Xuân đã chọn lựa sản phẩm tinh dầu tràm để xây dựng sản phẩm đặc trưng nổi trội của địa phương để đăng ký, xây dựng lộ trình thực hiện và phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp quốc gia. Qua đó vừa tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho bà con, vừa giữ được nghề truyền thống của vùng đất này, thúc đẩy chương trình OCOP phát triển hiệu quả bền vững, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Xã đã có chủ trương hỗ trợ cho một số hộ dân là về cái giống, là trong đó khoảng 5 hecta trồng tràm dược liệu, còn lại 5 hecta là dân từ Pháp. Hướng tới đây là xã sẽ lập một cái đề án để chuyển đổi một số diện tích mà không trồng các loại cây trồng khác được, để chuyển qua cái mô hình trồng tràm dược liệu để cung cấp cho những cái hộ sản xuất trên dầu tràm để đủ cái nhu cầu về cái nguyên liệu để sản xuất, để đưa cái sản phẩm càng ngày càng chất lượng trên địa bàn. Đối với vùng Phong Xuân thì vùng gò đồi diện tích cũng tương đối lớn. Theo thống kê của xã thì hiện nay để chuyển đổi qua được theo đề án thì khoảng gần 40 hecta, trên 40 hecta là chuyển đổi qua được trong cái tràm dược liệu này. Mặc dù ra đời chưa bao lâu, nhưng sản phẩm tinh dầu tràm của xã Phong Xuân đã bắt nhịp được với nhu cầu của người tiêu dùng. Sắp tới, bên cạnh quan tâm quy hoạch quỹ đất, tạo nguồn nguyên liệu ổn định lâu dài, sự chăm chút về sản phẩm từ tiêu chuẩn chất lượng, nhãn mác, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, nâng cao sản phẩm OCOP dầu tràm Phong Xuân, chính quyền địa phương còn nỗ lực tìm hướng đi với mục tiêu sản phẩm làm ra không chỉ có mặt ở Thừa Thiên Huế mà còn được sử dụng ở khắp các tỉnh thành trong cả nước và nước ngoài.
Vì và bà con, sau khi phát hiện 7 công nhân ở trang trại chăn nuôi gà ở Nga bị nhiễm virus cúm gia cầm A H5N8, tính đến tháng 5 năm 2021, trên thế giới có tổng cộng 2.867 ổ dịch do chủng virus cúm gia cầm A H5N8 gây ra, chiếm hơn 72% trong tổng số các ổ dịch cúm gia cầm do các chủng virus khác nhau gây ra tại 45 quốc gia vùng lãnh thổ, trong đó có cả quốc gia chung biên giới gần Việt Nam. Nên nguy cơ chủng virus cúm gia cầm A H5N8 xâm nhiễm vào Việt Nam là rất cao. Để chủ động ngăn chặn nguy cơ chủng virus cúm gia cầm A H5N8 xâm nhiễm và lây lan, chuyên đề xin giới thiệu cùng bà con cách phát hiện nhanh bệnh cúm gia cầm cũng như việc thu mẫu bệnh phẩm gửi đến cả cơ quan chức năng xét nghiệm do khoa chăn nuôi thú y Trường Đại học Nông Lâm Huế phổ biến. Kính thưa bà con, trong chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gia cầm, thì việc phát hiện sớm cái mầm bệnh là một trong những cái yếu tố để hạn chế cái lây lan, vì cái cúm gia cầm là bệnh lây lan chung giữa gia cầm và người. Chính vì vậy hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bà con cái cách phát hiện nhanh về cúm gia cầm cũng như việc thu mẫu để gửi đến các cơ quan chức năng xét nghiệm. Thế thì đối với trường hợp của gia cầm, khi trường hợp gia cầm còn sống thì chúng ta muốn thu mẫu để gửi cho đến các cơ quan chức năng xét nghiệm với cái ý nghĩa như sau. Ý nghĩa thứ nhất, chúng ta lấy mẫu ở dịch hầu họng, lấy mẫu ở dịch ổ nhớp với mục đích là phát hiện sự lưu hành của cái virus có hay không có ở trong điều kiện tự nhiên. Cái mẫu dạng thứ hai đó, chúng ta sẽ tiến hành thu mẫu máu để đánh giá cái hàm lượng kháng thể có ở trong huyết thanh. Và hàm lượng kháng thể có trong huyết thanh nó có thể có từ hai nguồn gốc. Cái thứ nhất đó là do cái hiệu quả của việc tiêm phòng, nó cũng làm gia tăng hàm lượng kháng thể. Một dạng thứ hai là hiện tượng khi gia cầm chưa được tiêm phòng nhưng nó vẫn có kháng thể, đó là do hiện tượng cảm nhiễm virus có từ trong tự nhiên. Và cái lấy mẫu đầu tiên thì chúng ta thấy rằng đó là chúng ta phải lấy thu cái mẫu của dịch ổ nhớp và dịch hầu họng. Để chuẩn bị cho cái quy trình này thì chúng ta cần phải có một cái ống nghiệm vô trùng và syringe để chúng ta tiến hành là và cả cái bút để chúng ta ghi ký hiệu trên đó. Và trên mỗi ống nghiệm, hoặc là nếu như thực tế trong bà con ở gia đình mà không có, thì chúng ta có thể là chúng ta dùng các cái túi bóng sạch, hoặc là dùng các cái tăm bông của y tế, chúng ta cũng đều có thể làm được việc đó. Thì sau đó chúng ta dùng cái tăm bông y tế hoặc là cái que chuyên dùng để mà lấy dịch hầu họng, chúng ta lấy vào váy trâu miệng của vào họng của con gia cầm và là tầm khoảng 10 lần. Sau đó thì chúng ta đưa cái que ra và chúng ta cho vào ống nghiệm hoặc vào cái túi bóng sạch. Sau đó thì chúng ta ghi thông tin lên trên ống nghiệm. Và một trong những cái thông tin để ghi lên ống nghiệm tránh ghi nhầm lẫn đó là phần thông tin bằng chữ và phần thông tin bằng số. Phần thông tin bằng chữ thì tốt nhất chúng ta ghi luôn cái địa viết tắt của cái địa điểm mà chúng ta lấy mẫu. Và phần bằng số thì thể hiện trong cái trang trại đó chúng ta lấy bao nhiêu mẫu, chúng ta ghi số. Thậm chí trên một con gia cầm chúng ta có thể phân ra các vị trí khác nhau để chúng ta lấy. Ví dụ lấy ở dịch hầu họng chúng ta ghi số 1, lấy ở dịch ổ nhớp chúng ta ghi số 2, lấy mẫu máu chúng ta ghi số 3 và có thể lấy một cái đoàn phế quản đó là chúng ta ghi số 4. Và nhằm để phát hiện nhanh cái cúm gia cầm thì trong chăn nuôi bà con cần phải biết một số các cái biểu hiện lâm sàng. Ví dụ đối với cái trường hợp khi cúm gia cầm xảy ra thì thường nó lây lan với tốc độ cao, và một trong những cái biểu hiện đối với rõ nhất mà người chăn nuôi có thể thấy được đó là hiện tượng gà rù sốt cao và ở cái phần chân, cái phần mà không có lông nó xuất huyết, thì đó là một trong những cái tín hiệu để khi chúng ta phát hiện ra như vậy thì chúng ta chủ động lấy mẫu và gửi đến các cơ quan chức năng. Chuyên đề nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con. Xin kính chào và hẹn gặp lại.